Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ lắm. Video này thì Khải đầu tư add thêm 20 cái quả tiềm năng phong Ấn Độ nè. 20 quả này thì nó dao động một quả 240. Thì Khải mua được 20 quả thì nó khoảng 4.8. Và đúng 20 quả. 20 quả này sẽ được 20 điểm tiềm năng là sắp xỉ 4 cuốn tại thị kinh anh em ơi. Tầm 4 cuốn tại thị kinh. 2 4 6 8 10 14 16 18 20. Bằng 4 cuốn tại thị kinh anh em. 4 cuốn tại thị kinh. Nói chung là đầu tư ảnh tí. Đang muốn mua Lâm Một Tịnh mà tầm này mắc quá nên chưa mua được. Tầm này đầu tư 5 7 cuốn và Lâm Một Tịnh ảnh nó sẽ khác liền anh em. Nhưng mà mua chua quá. Ok, xúc. 4.8. Rồi, nốc thôi. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. 1 nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Đó. Được hai cuốn, tính ra là bằng 4 cuốn tại thị kinh. 4 cuốn tại thị kinh nó dao động tầm này là 12 kim. Mà mình mua kiểu này thì mình đầu tư kiểu này thì nó tốn còn 4.8 thôi, khá là rẻ, rẻ hơn cuốn tại thị kinh. Nên là từ từ. Đó. Này ép vào sinh khí nữa, đẹp nhờ. Cho nó lên 3. Lấy phi phong lên đây. Lên 2.4. Chưa được. Rồi 2 lên hết nữa. Hết máu. Đó. Rồi ok. Rồi nhận được rồi, 3.7 đẹp rồi. Đó. Chúng là Khải định làm clip phải up trên kênh lại á. Anh em nào chưa xem thì có thể xem. Chúng bạn Khải ăn cái gì hay là đầu tư những món gì thì đều làm dành lại cho anh em trên kênh xem hết. Ok, bây giờ thì lên bãi chăn thôi. À, anh em xem thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ video này nha em ơi. Nói chung là ok rồi đấy. Đang kiếm vào Lâm Một Tịnh nữa hơi căng. Khi nào có thì Khải sẽ làm video cho anh em xem. Mua khoảng 2-3 cuốn gì đó nè. Đó, cho anh em xem đầu tư ảnh tí. Đánh nhờ khỏe.